À, chào anh em, giới thiệu cho anh em một mẫu cassette đến từ thương hiệu của Hitachi. Con này có cái model là TRK8180. Thì đây là một cái dòng máy cực kỳ hay và rất là gấu của hãng Hitachi. Con này có cái chiều ngang của nó là 52 cm. Em tính từ cái đuôi quai bên này qua tới đuôi quai bên này là 52 cm. Và chiều cao của con này là đúng 30 cm. Và con này nó sở hữu một cái cặp loa với đường kính là 16 cm, và ở đây là có hai cái trep ha, có nghĩa là loa hai đường tiếng, một bass và một trep. Và đồng thời cái loa con này thì nó là một cái viền nhôm nó nổi lên trên đây ha. À, viền nhôm rất là gấu luôn. Thì thường những cái dòng máy kia thì cái viền thì nó sẽ làm nổi lên bình thường thôi. Như những cái dòng gấu của Hitachi thì gồm có 8180 hoặc là 8280 gì đó, thì cái viền loa của nó nổi lên trông rất là mạnh mẽ nha. Và ở đây là cái kiềng loa trep thì nó cũng vậy nha. Thì anh em lưu ý giúp em ha, nếu mà nguyên bản của nó thì nó sẽ là cái màu, nó sẽ sơn lên cái lớp loa, cái viền nhôm này một cái màu sơn là màu vàng đồng. Nhưng mà con này thì do thời gian nó cũng khá là lâu rồi, cho nên là cái hàng nó về thì cái phần sơn của cái phần nhôm nó bị bong ha, cho nên là em mới vệ sinh sạch hết cái sơn này ra, chỉ còn lại nguyên một cái viền nhôm thôi, zin nguyên bản nha. Đó, và ở đây thì nó sở hữu một cái cặp vu trông rất là gấu đó. Máy to gấu rất là nặng nha. Đó. Hàng thì hàng bãi nhập về nha, thì bên em đã dọn chạy tốt cassette radio ha. Nội hình máy thì con này còn đẹp nha, chứ không được xuất sắc nha anh em nha. Thì máy bên em bán sẽ báo đúng tình trạng máy và mô tả đúng như tình trạng, nó phù hợp với cái giá tiền để anh em bỏ ra và sở hữu nha. Và con này là dòng hai râu, hai anten và hai anten zin vẫn còn ha. Mình nhìn anten zin là rất là dễ biết ha, anten của Hitachi là đầu màu đen và cặp anten nó rất là đều nhau đó. Ở đây là nắp pin, và con này thì nó có chơi được line in ha. Ví dụ mình nghe line in thì mình gắn lên trên đây nha. Đây, nó có ba cái đường đây, nhưng mà mình sử dụng line in thì mình sử dụng cặp giữa giúp em nha. Rồi, con này là vẫn là sử dụng điện 100V. Và khi giao lưu với anh em thì em sẽ kèm cho anh em một sợi dây nguồn để anh em về xài điện AC 100V giúp em nha. Rồi, về phía mặt trên, ở đây thì hai bên đây là hai cái ốp nhựa nó xi mẹ nha. Và cái phần ở trên đây là cái phần ốp nhôm. Và cái ốp nhôm này nó còn khá là đẹp nha, chứ nó không còn đẹp xuất sắc nha. Đó, thì nói chung đối với em, máy nó đẹp xuất sắc là nó sẽ không có bị oxy hóa như thế này, còn những con này thì nó đẹp thôi, nó không có được xuất sắc. Thì mình sẽ báo rõ chi tiết để cho anh em tham khảo nha. Rồi, tất cả các chức năng của máy thì ở đây là một cái núm đầu tiên, ở đây là núm tuning ha. Đây là mình dò đài. Và ở đây là cái núm để mình chuyển AM FM. Rồi, bên này thì là chế độ loudness ha. Con này nghe âm thanh cực kỳ hay luôn, nó có chế độ loudness nè. Rồi, bên đây là bộ phận quan trọng nhất là bộ phận âm sắc. Đầu tiên là volume nè, chỉnh trep nè, chỉnh bass, và đây là bộ ba lăng lệch vế nha. Rồi, đây là bộ phím bộ cơ. Thì con này khi chơi cassette á, thì nó có cái chế độ là tua nhớ bài nữa. Thì chức năng tua nhớ bài trên cái con máy này vẫn còn hoạt động tốt. Nhưng anh em lưu ý ha, tất cả những dòng máy có tua nhớ bài thì em sẽ không bao cho anh em cái phần này nha. Nhưng mà hiện tại là con này vẫn đang hoạt động tốt, thì chút xíu em test luôn. Tại vì những cái phần này á, là bên em dọn là không có đụng chạm tới ha. Tại vì mình chỉ việc thay dây cu roi, cân chỉnh cơ thôi. Còn cái tua nhớ bài thì không có đụng chạm. Cho nên là con nào cũng vậy ha. Khi mà em bán thì em sẽ không bao cái chế độ này hoạt động tốt nha. Nhưng mà hiện tại con này đang hoạt động chế độ tua nhớ bài rất là tốt. Chút xíu em test sau. Rồi, ở đây thì cái nút này mình không sử dụng tới nè. Ở đây thì có chế độ là mono site thì mình gạt cái con này. Ở đây thì mình không sử dụng tới. Và ở đây là chọn chế độ băng khi mình chơi cassette ha. Ví dụ mình chế độ băng normal thì mình gạt xuống dưới, và chơi chợ rom thì mình gạt lên trên. Một cặp volume này của phần red là mình không sử dụng tới nha. Rồi tiếp theo ở đây là một cái núm để mình chỉnh chế độ, gồm có cassette nè, radio, line in và phono. Thì anh em quan tâm giúp em là chế độ tép, radio và line in nha. Rồi khi mình chơi radio thì ở đây nó sẽ có một cái nút play. Cái nút này hoạt động khi mình chuyển qua chế độ radio thì mình bấm nút play, thì ở đây nó sẽ có ba cái đèn nó sẽ sáng lên để cho buổi tối mình khi mình dò đài thì mình sẽ thấy được cái mặt này đó. Rồi con này thì cơ bản nguyên bản của nó là FM90, nhưng mà trong quá trình thợ dọn thì họ đã kéo FM lên rồi đó, FM lên kéo lên 1.8 nha, bắt sóng rất là tốt và nhiều đài đó.
ở đây nó có một cái đồng hồ để báo tuning thôi. Rồi thì tổng thể máy như vậy nha, một chiếc đài rất là đáng chơi trong cái tầm giá. Em xin báo giá cụ thể luôn, con này em bán cho anh em với cái giá là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu, kèm cho anh em một cuốn băng cassette Sony. Phôi này là phôi một nước của Nhật về, em chép ra có chương trình đó, kèm cho anh em một cuốn, giá 2,5 triệu, thì anh em cứ tham khảo thoải mái nha. Con này nếu mà nó đẹp thì giá nó cực kỳ cao, nó gấp đôi cái giá đây chứ không hề rẻ nha. Nhưng mà con này thì hàng về thì nói chung là nó không có được đẹp xuất sắc ha, đó, nó không có được đẹp xuất sắc nhưng mà nó còn mới, chơi được, tiếng hay đó. Máy thì bên trong để dọn tốt hết rồi, thì cái giá 2,5 triệu thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em để trên bài, hoặc là kết nối Zalo để em gửi full hình ảnh chi tiết để cho anh em tham khảo thêm nha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn cassette trên cái con máy này và tặng kèm cho anh em cuốn băng đang test luôn ha. Đấy, tôi nhớ bài ha, qua một bài nha. Nhưng mà anh em lưu ý ha, chức năng này khi em bán thì em sẽ không bao cho anh em. Nhưng mà hiện tại là con này vẫn còn hoạt động tốt, chức năng tôi nhớ bài. Nó sẽ hát được một khúc thì mình tua thì nó que hết khúc đó và trở lại từ đầu nha. Tạm dừng nè, stop nè, rồi đi tới tôi lui. Dòng này tiếng rất là hay nha, dòng 8180 nè, còn một đời là 8280 nữa, tiếng cực kỳ hay luôn. Rồi bây giờ em chuyển vào phần radio ha. Radio thì mình kéo cặp anten lên. Đây, con này là anten hai râu đó, rất là gấu. Đây, radio thì mình gạt lên trên nha. Thiệt thòi đủ đường. Rồi hiện tại là đang để FM nha. Chủ về kinh tế, sống phụ thuộc sẽ không có tiếng nói trong gia đình đâu. Con muốn báo hiếu bố mẹ đẻ cũng rất khó. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 7929 đã ủng hộ.
Ho Chi Minh City will have a hot day with a Kim, người sáng lập và chủ tịch của Expat Exchange. Nước ta là một nha, thành phố có công nghệ giao thông công cộng đáng tin cậy, cuộc sống về đêm sôi động, ẩm thực ngon. Từ công viên để I know the times are changing. Thì Vân đóng hộ 100.000 đồng. Bên cạnh thường không giữ được mình đâu em ạ. Tôi nhớ đồng quê, tôi nhớ tiền riêng vô. Thế đó thì người cũng tốt. Đây có một đài nó 8 đài nhưng mà đài này nó không được rõ cho nên xây anten nha. Nhưng mà vẫn có dùng nhỉ? 9 đài nè. Mà ai giúp cả để mà em có thể hoàn thiện tốt cái vai diễn của mình. Dạ. Bởi vậy mà có. Rồi, 10 đài nha, từ bên này mà nó ra tới bên này, chỗ nào cũng có đài. Phải con cái con này nè, thợ kéo quá là chuẩn ha. Đó, rất là tốt ha. Xong hai em nè. Bị dẫn dụ cài đặt ứng dụng chứa mã độc và bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm này sử dụng câu chuyện nguyện vào năm 2008, cô bé Nguyễn Bích Ngọc mở TV lên một bài hát tiếng Trung vô cùng lôi. Đấy, rồi như vậy là em đã test xong con Hitachi đầu gấu 8180, hoạt động tốt, cassette, radio, bắt sóng cực kỳ nét và chơi được live in. Thì cái phần LX thì em sẽ bao cho anh em là hoạt động tốt nha. Tại vì trước khi giao lưu thì em đã test cái chức năng đó rồi. LX thì anh em chỉ việc kết nối vào đây thôi. Ngoại hình máy thì còn khá là đẹp nha, chứ không có được đẹp xuất sắc, cho nên giá thành nó vẫn đi kèm như vậy ha. Rồi em báo giá lại là con này em giao lưu với cái giá là 2.500.000 đồng. Tặng kèm cho anh em một cuốn băng Sony, bìa hộp đầy đủ nha. Đó, 46 phút của ca sĩ Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Em xin tạm dừng cái video ở đây. Anh em có thể đăng ký kênh, ủng hộ giúp em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.